Chú hay quá chú ơi, còn hay hơn mấy người sáng mắt nữa. Làm những việc hại cộng đồng không ạ? À giống như chú vậy mà chắc thiên nhiên động vật được bảo vệ, con người sống giản dị hài hòa cùng với môi trường xung quanh. Chú vậy quá hay rồi, mang lời ca tiếng hát lại cho cuộc đời thêm vui. Không hay ai không tạo nguyện, bởi vì hai bạn trẻ sáng mắt phải coi đây mà làm gương. Mình sống sao cho nó có ích, sống được không thua người mù. Sáng mắt toàn đi hại động vật, có mắt mà như mù cứ làm hại thiên nhiên hoài. Vậy thôi giống chú này luôn đi cho nó khỏe.